Trên thế giới, Nga tấn công nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Israel bác đề xuất ngừng bắn tại biên giới với Liban. Houthi có thể nhận được tên lửa của Nga. Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ được bảo vệ ở mức độ chưa từng có. Tại Việt Nam, hàng loạt cư dân ở cùng chung cư đau bụng nghi bị ngộ độc nước. 60 trường học ở Hà Nội tạm dừng cho học sinh uống sữa núi Tản Ba Vì. Bắc Giang xuất hiện các vết nứt lớn dài tới 1 km, nguy cơ sạt lở cao. Lào Cai tìm thấy thêm một nạn nhân ở làng Nủ, vẫn còn 10 người mất tích. Giá xăng dầu tăng mạnh, vượt 20.500 đồng mỗi lít. Hải Âu xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng đến với những thông tin mới nhất được cập nhật trong chương trình sáng nay, ngày 27 tháng 9 của Khoa Tự nhiên. Mở đầu là các tin tức trên thế giới. Nga tấn công nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Vào rạng sáng qua ngày 26 tháng 9, thì quân đội Nga đã không kích vào sân bay Starokonstantinov ở phía tây Ukraine. Và cuộc tấn công được thực hiện bằng 4 tên lửa siêu thanh Kinza đánh trúng mục tiêu gây ra các vụ nổ tại sân bay. Sân bay này được cho là nơi đồn trú của chiến đấu cơ F-16 và đóng vai trò quan trọng đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Và cũng vào rạng sáng 26 tháng 9, thì Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bằng 6 tên lửa, 78 máy bay không người lái UAV và bom dẫn đường vào một số khu vực như thủ đô Kiev, thành phố cảng Odessa, một tỉnh phía đông nam và một tỉnh biên giới phía tây, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng. Ukraine đã phá hủy 4 tên lửa và 66 UAV trong số đó. Ngoài ra, thì truyền thông Ukraine cũng đưa tin về các vụ nổ ở tỉnh Khmelnytskyi. Trước đó, thì Bộ Quốc phòng Nga vào hôm 25 tháng 9 cho hay thì quân đội nước này đã tập kích trung tâm liên lạc, các xưởng sản xuất và kho chứa UAV của Ukraine, cũng như là nơi tập trung quân nhân và thiết bị quân sự của đối phương tại 153 khu vực khác nhau. Đổi lại, thì Ukraine cũng đã phá hủy một kho đạn dược lớn của Nga ở khu vực tiền tuyến Pokrov thuộc vùng miền đông của Donetsk. Ở phía đông Ukraine, nhóm tác chiến Zhuk của Nga cũng đã thông báo giành lại quyền kiểm soát hai khu định cư là Otroy và Grigorovka ở nước Cộng hòa tự xưng Donetsk. Trên mặt trận Kursk, quân đội Nga đã lập phòng thủ nhiều lớp và thách thức nỗ lực tiến công của phía Ukraine. Thiếu tướng Arti Alaudinov, chỉ huy lực lượng biệt kích Amman, tuyên bố vào hôm ngày 25 tháng 9 rằng: "Chúng tôi đã thiết lập một số tuyến phòng thủ và dựa trên điều này, tôi nghĩ rằng đối phương đã nhận ra rằng họ không thể tiến xa hơn qua các công sự này. Họ thậm chí không thể tiến qua phòng tuyến đầu tiên, nơi chúng tôi đang hiện diện." Israel bác đề xuất ngừng bắn tại biên giới với Liban. Vào ngày 26 tháng 9, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz đã bác bỏ đề xuất của Mỹ và Pháp kêu gọi ngừng bắn 21 ngày ở Liban. Đồng thời, ông nói Tel Aviv sẽ tiếp tục nhắm vào Hezbollah cho đến khi mà đạt được mục tiêu đề ra và đưa người dân miền Bắc nước này trở về nhà an toàn sau thời gian sơ tán. Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu cho biết đã yêu cầu quân đội tiếp tục chiến đấu toàn lực và ông cũng chưa đưa ra phản hồi về đề xuất ngừng bắn mà Mỹ và Pháp khởi xướng. Về phía Liban, Thủ tướng Najib Mikati cho biết rằng ông hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ sớm đạt được giữa Israel và nhóm khủng bố Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Nhưng ông cũng nói thêm rằng chìa khóa để thực hiện lời kêu gọi này là liệu Israel, quốc gia đang di dời quân đội đến gần biên giới Liban hơn, có cam kết thực thi các nghị quyết quốc tế hay không. Còn trên chiến trường, quân đội Israel tuyên bố rằng xuyên đêm họ đã tấn công khoảng 75 mục tiêu khủng bố thuộc tổ chức khủng bố Hezbollah ở thung lũng Piqua và miền nam Liban. Vào sáng 26 tháng 9, thì Liban cũng xác nhận rằng ít nhất là thêm 4 người nước này và 23 người Syria, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã tử nạn trong một cuộc không kích của Israel trong đêm. Và cũng liên quan đến tình hình tại Trung Đông, theo các nguồn tin thì Nga vẫn đang cân nhắc việc chuyển giao tên lửa Zircon cho lực lượng Houthi. Iran cũng được cho là tham gia vào quá trình đàm phán, cho thấy mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai nước này. Thông tin đã làm dấy lên lo ngại rằng vũ khí hiện đại này có thể rơi vào tay các nhóm phiến quân, gây thêm bất ổn cho khu vực. Từ tháng 11 năm ngoái, Houthi đã liên tục tấn công bằng tên lửa và UAV vào các tàu thuyền trên Biển Đỏ nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine. Hậu quả là nhiều vụ bắn chìm và bắt giữ tàu, gây gián đoạn nghiêm trọng đến thương mại toàn cầu, mặc dù là Hoa Kỳ và Anh đã đáp trả các cuộc tấn công này.
Chuyển sang thông tin liên quan tới bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Sau khi mà Quốc hội Hoa Kỳ phê duyệt kinh phí sự bảo vệ cho bà Kamala Harris và ông Donald Trump, giờ đây được tăng cường ở mức độ chưa từng có. Ông Trump vào hôm ngày 25 tháng 9 cho biết, tôi được bao quanh bởi nhiều người, súng và vũ khí hơn tôi từng thấy trước đây. Và thật vậy, cựu Tổng thống hiện đang phát biểu tại các cuộc vận động tranh cử với kính chống đạn bao quanh. Khi ông bước ra khỏi máy bay, một mật vụ theo sát ông xuống cầu thang và ông Trump đã không chơi gốc kể từ âm mưu ám sát vào tuần trước. Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris cũng được bao quanh bởi kính chống đạn tại một cuộc meeting ngoài trời. Theo một quan chức ẩn danh, thì trong những tuần gần đây, các đội phản công, tình báo bảo vệ và hệ thống máy bay không người lái đều đã được tăng cường. Khi chờ đầy 6 tuần nữa là đến ngày bầu cử, ngày 5 tháng 11, các nguy cơ mà cả hai vị ứng cử viên phải đối mặt có khả năng thay đổi cơ bản cách họ tiếp cận cử tri. Về phần mình, ông Trump đang có kế hoạch quay trở lại thị trấn Butler vào ngày 5 tháng 10 để hoàn thành buổi vận động tranh cử giang dở vì vụ ám sát hụt vào ngày 13 tháng 7. Tuy nhiên, lần này sẽ có các biện pháp an ninh tăng cường. Chuyển sang phần tin tại Việt Nam. Hàng loạt cư dân ở cùng chung cư đau bụng, nghi bị ngộ độc nước. Vào chiều ngày 26 tháng 9, Ban Quản trị chung cư Golden City 3, Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, từ ngày 23 tháng 9, thời điểm sau mưa lũ gây ngập thành phố, nguồn nước ở chung cư này đã có mùi rất khó chịu. Và đến ngày 24 tháng 9, mùi nước uống, nước sinh hoạt có đỡ hơn. Tuy nhiên, thì đến ngày 25 tháng 9, nhiều cư dân đã xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy, buồn nôn, vã mồ hôi, tụt huyết áp, lạnh và đau mỏi khắp cơ thể. Chung cư này có 108 phòng với khoảng 400 người, hiện đã có hơn 100 người nhập viện cấp cứu. Ban quản lý cho biết thêm rằng, gần đây chung cư không tổ chức một bữa tiệc chung nào nên mọi người nghĩ nguyên nhân có thể là do nguồn nước sinh hoạt. Một cư dân có 2 người trong gia đình phải nhập viện cho rằng, việc cả một chung cư có nhiều người nghi bị ngộ độc cần được làm rõ. Và sau khi xảy ra sự việc, phía xã Nghi Phú đã dùng clo để xử lý bề mặt nước tại chung cư. Và từ tối ngày 25 tháng 9, cư dân đã tạm ngừng sử dụng nước máy, mua nước lọc đóng bình để nấu và ăn uống. Lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Vinh cho hay, khi lấy mẫu nước, mẫu thực phẩm mà các cư dân sử dụng để xét nghiệm, cơ quan chức năng ghi nhận có một số côn trùng trong nước sinh hoạt. Tuy nhiên, để khẳng định do nước cần phân tích thêm nhiều yếu tố, nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân tạm thời không sử dụng nguồn nước tại chung cư để ăn uống. Thưa quý vị, những ngày qua tại Hà Nội, việc nhiều học sinh mầm non, tiểu học ở hai huyện Đan Phượng và Hoài Đức bị đau bụng, đi ngoài, nghi là do sử dụng sữa trong suất ăn thêm ở trường đang gây xôn xao dư luận. Theo phản ánh, sữa trong suất ăn là sữa tươi Thanh Trùng và sữa chua núi Tản Ba Vì có đường do công ty sữa núi Tản Ba Vì, thôn Muồng Phú Vàng, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội sản xuất. Huyện Đan Phượng có khoảng 10 trường mầm non và 8 đến 9 trường tiểu học, còn huyện Hoài Đức có 42 trường, có nghĩa là có khoảng 60 trường đều sử dụng các sản phẩm sữa và sữa chua của công ty này. Tính đến ngày 26 tháng 9, trong khi chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu sữa, các trường đã tạm dừng sử dụng sản phẩm từ nhà cung cấp này. Dù phụ huynh đặt nghi vấn về sữa, tuy nhiên cũng không ít ý kiến cho rằng nguyên nhân tình trạng đau bụng đi ngoài có thể là đến từ thức ăn. Vào ngày 26 tháng 9, một lãnh đạo phòng y tế huyện Hoài Đức cho hay đến nay không có học sinh nào bị ngộ độc hay rối loạn tiêu hóa và điều trị rối loạn tiêu hóa do nghi vấn sử dụng sữa núi Tản Ba Vì. Và dự kiến hơn một tuần nữa sẽ có kết quả kiểm nghiệm từ cơ quan chức năng. Bắc Giang xuất hiện các vết nứt lớn dài tới 1 km, nguy cơ sạt lở cao. Vào chiều 26 tháng 9, lãnh đạo huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cho biết các vết nứt có nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại thị trấn Tây Yên Tử. Trong đó, vết nứt thứ nhất vừa được phát hiện ở khu rừng đặc dụng giáp danh với rừng phòng hộ ở độ cao hơn 700m, dài khoảng 1 km, sâu 5m và rộng khoảng 1m. Đây là khu vực mỏ than, nguy cơ sạt lở đất là rất cao. Vết nứt thứ hai rộng 30m, dài khoảng 40m, nằm sau một hộ gia đình. Cơ quan chức năng đánh giá các vết nứt nguy hiểm có nguy cơ sạt trượt cả khu vực, ảnh hưởng đến các hộ dân và hơn 1.500 cán bộ công nhân công ty 45 ở thị trấn. Công ty 45 thuộc Tổng công ty Đông Bắc chuyên khai thác, kinh doanh than, vận tải hàng hóa, quản lý mỏ than Đồng Ri, cung cấp than cho nhà máy nhiệt điện Sơn Động. Huyện Sơn Động đã đặt các biển cảnh báo và đề nghị người dân chủ động di dời đến nơi khác. Trước đó một tuần, tại khu vực này cũng xuất hiện hai vết nứt dài khoảng 60m, rộng 30cm và sâu 40cm dọc sườn đồi sau nhà văn hóa thôn Tuấn Sơn, xã Tuấn Đạo.
xã này đã di rời 30 hộ dân với 170 người đến nơi ở khác. Còn tại Lào Cai, vào chiều 26 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét sạt lở đất ở Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Gia đình nạn nhân này có 4 người đều thiệt mạng, hiện đã tìm thấy thi thể. Lũ quét kinh hoàng ở thôn Làng Nủ đã khiến 57 người thiệt mạng, hiện còn 10 người mất tích. Và đến ngày 24 tháng 9, 8 người bị thương đã hồi phục sức khỏe, được xuất viện về khu tạm cư mới sau gần nửa tháng điều trị, nâng tổng số người an toàn lên 87. Giá xăng dầu tăng mạnh, vượt 20.500 đồng mỗi lít. Theo điều chỉnh lúc 15 giờ chiều ngày 26 tháng 9, Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương đã tăng giá xăng lên cao nhất là 750 đồng mỗi lít, còn giá dầu tăng từ 320 đến 460 đồng mỗi lít. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với mặt hàng xăng E5 RON 92 là 19.620 đồng mỗi lít và xăng RON 95 là 20.510 đồng mỗi lít. Tương tự, giá dầu diesel lên 17.500 đồng mỗi lít, dầu hỏa lên 17.870 đồng mỗi lít, dầu mazut cũng tăng lên 15.350 đồng một kg. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ không trích hay là chi quỹ bình ổn giá. Như vậy thì giá xăng đã có 2 phiên tăng liên tiếp sau 4 lần giảm. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã tăng 19 lần, giảm 20 lần, dầu diesel tăng 17 lần và giảm 20 lần. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Hãy like, share và để lại bình luận để ekip tiếp tục có thêm động lực làm thật tốt các video tiếp theo quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!